Chiếc loa nhỏ gọn như thế này mà nó lại có âm thanh hi-fi, hiệu ứng vang DSP ha. Công suất tối đa 150W và tên của em nó là X49. Đây. À. Con này là được nhập từ nội địa nha mấy chị. Riêng về những mẫu loa như thế này thì nó khá là thích hợp với những thanh niên trai tráng đó, muốn đi chơi này nọ thì rất là thích hợp với con loa này. Và bên trong chiếc loa này nó sẽ có cho mình là thêm là hai micro nữa, có hiệu ứng vang DSP đó chỉ là để mình hát karaoke này. Đây, và hai cái mic của em nó thiết kế là bằng full thép luôn, xài pin sạc nha mấy anh chị. Rồi, cây xanh cây cam, một cây cho nam một cây cho nữ, có remote điều khiển từ xa luôn, có quai đeo, có dây đeo qua vai luôn. Rồi đó, bên trong hộp của em nó thì sẽ có cho mình là cái mẫu loa như thế này. Đây, mẫu X49 này anh chị. Đây. À, nhìn đã chưa? Đây, khá là nhỏ gọn. Nhưng mà công suất của nó thì không hề nhỏ. Đây. À, có đèn LED luôn mấy anh chị. Đây, dàn nút ở trên đây cũng khá là nhiều, dễ dàng tùy chỉnh. Đây, khởi động lên cho anh chị coi này. Anh chị nhấn giữ cái này nha. Đó, nhấn giữ cái này. Đó, nó sẽ hiển thị ra cái đèn này cho mình nè. Buổi tối thì rất là đẹp nha. Nếu như buổi tối thì rất là đẹp. Có nút điều chỉnh hiệu ứng sáng luôn. Rồi. Đó, kết nối lên như thế này thôi. Xong rồi anh chị có thể là sử dụng điện thoại để mình kết nối vào Bluetooth. Vào Bluetooth ha. Đây, tên Bluetooth của em nó là chính xác luôn, là X49 này. À, mẫu loa như thế này. Đây, anh chị có thể là so sánh với lại cái người của em hoặc là cái điện thoại của em. Đó, ở đâu đó cái bề dài của nó là bằng hai cái điện thoại như thế này, tầm đâu đó là 30 phân thôi. À, rất là nhỏ gọn luôn. Đây. Mà công suất tối đa 150W nè, anh chị nghe thử nhạc sàn cho em đi. Con này còn có thể là chống nước được nha. Đây, mic nè. Rồi, lên nhạc thử nè. Đây. Nha Trang đồ nè ha. Thì đây, kèm thêm con loa này nữa cho em thì cuộc vui là mình sẽ là tới bến luôn, kèm thêm con loa đồ nữa, nghe nhạc vui chơi hát karaoke rồi nữa là tới bến luôn anh chị ơi. Con này là X49 nha, X49 nha mấy anh chị. Giá cả của em nó thì vài củ thôi, bảo hành trong vòng 12 tháng và được bao test trong vòng 7 ngày nữa, là cho nên là anh chị nào đang cần những mẫu loa như thế này thì nhanh tay để lại comment cho em nha, chứ sắp tới là những ngày lễ rồi, để cận kề ngày nhiều quá thì anh chị đặt hàng thì không giao tới kịp đâu nha. Rồi, xin chào.